Trong cái đề các bạn đọc kỹ lại cái phần phân số nè. Xây dựng lớp phân số có tử và mẫu. Các phương thức nhập, xuất, rút gọn. Như vậy cái rút gọn phân số này là mình phải biết được cái gì? Ước chung lớn nhất. Như vậy mình phải thêm một cái phần mà tìm ước chung lớn nhất nữa để mình rút gọn được phân số. Ngày trở trong phần này chúng ta sẽ làm bài tắt cái gì đây? Cái phần mà tạo project mà thầy thấy các bạn cũng khó khăn ta, trong cái quá trình các bạn tạo project á, có nhiều bạn cũng rất là khó khăn. Rồi chúng ta sẽ nêu một cái project mới là chúng ta dùng Java Application. Chúng ta sẽ tạo ở trong thư mục của mình một thư mục nào đó, như vậy giả sử là thầy tạo trong MOV 14 và cái này là open rồi. Chúng ta sẽ chọn new. Đúng rồi. Rồi, chúng ta sẽ để là bảo vệ ASM ha. Mã số sinh viên rồi gì đó tùy theo cái đề yêu cầu. Giờ thầy chỉ ghi là bảo vệ Simon. Ở đây chúng ta sẽ có một cái, tại vì sao thì để là bảo vệ assignment, để tí mình có thể chạy trực tiếp ở đây nè, run run ha. Như vậy trong này chúng ta sẽ có new một cái class là phân số. Các bạn khi mà tạo cái tên class á thì cái chữ đầu là in hoa, còn tên class và tên phương thức thì chữ đầu là in hoa, còn tên của thuộc tính hay là biến thì các bạn là in thường. Cái này nó không có bắt buộc nhưng mà nó gần như là luật bất thành văn, thì khi các bạn đi làm người ta làm giống như thầy nói mà các bạn làm khác thì nó khó, có dễ, nó khó mà để mà hợp code lắm. Nhiều khi người ta đọc người ta không hiểu, người ta cứ nghĩ đó là biến nhưng mà bạn đang viết phương thức, người ta cứ nghĩ đó là biến nhưng mà thực ra đó là một cái class, thì người ta mất công phải suy nghĩ, người ta phải có một công nhìn. Trong phân số của chúng ta thì phân số nó là nguyên, chứ còn phân số thì nó không có thập phân, cho nên mình khai báo tử, tử rồi mẫu. Như vậy mình có hai phương thức. Phương thức chúng ta cần là phương thức khởi tạo, kể cả cái chữ khởi tạo này nè, constructor này có nhiều bạn cũng không hiểu luôn. Thầy hỏi là chèn phương thức khởi tạo cho thầy cũng không biết chèn ở đâu, hoặc là tự gõ cũng không biết tự gõ, như vậy là không ổn. Và phương thức khởi tạo này dùng để làm gì? Không cần nhập mình cũng có được phân số bằng cách là mình gán trực tiếp vào khi mà tạo tạo một cái biến đó, thì là dùng để khởi tạo. Rồi ở đây hai cái này mình để là Revit đi, hai cái thuộc tính thì mình để nó là private, nó không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Đối với lại đây thì chúng ta sẽ dùng public nhập nhập phân số, thì mình sẽ có hai trường hợp, một là trả về chính phân số, hai là nhập xong rồi thôi, nó trả về hai cái thuộc tính. Như vậy thì mình để là trả về chính phân số, nhập phân số và không có quên, chỗ này là phân số nhập này chứ, hàm của chúng ta là hàm nhập trả về phân số. Trong hàm nhập thì tất nhiên là chúng ta dùng scanner new scanner
custom.in. Rồi gì nữa nè, xuất ra thông báo tử số. Tử số hôm trước thầy có hướng dẫn cho các bạn tránh trôi lệnh, mình làm gì ta, tử bằng gì? À đúng rồi, integer và chấm path, path in. Và chỗ này chúng ta sử dụng scan chấm netline. Khi mà chúng ta sử dụng như vậy thì nó sẽ không bị cái trường hợp là trôi lệnh, không bị trường hợp trôi lệnh. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ nhập mẫu số, mẫu số, và ở đây mẫu sẽ bằng, đây là chúng ta đang nhập trực tiếp thì ok rồi nè. Khi mà chúng ta nhập xong thì tử và mẫu nó đã lấy được giá trị chúng ta nhập rồi, như vậy là xong hàm nhập. Nếu như chỗ này bạn để là void thì là xong rồi đó, cơ bản như vậy là xong. Bây giờ chúng ta thêm thêm một cái nữa, tức là sau khi mà chúng ta nhập như vậy đó thì chúng ta lấy ra và sử dụng luôn, chứ không có qua bước tiếp, bước trung gian nữa. Thì ở chỗ này chúng ta có thể trả về kiểu phân số. Và muốn trả về kiểu phân số thì tại đây các bạn sẽ nêu cho thầy một phân số PS bằng new phân số. New phân số. Xuống đây mình sẽ gán vô, mình sẽ gán chỗ này, mình nêu trực tiếp từ coi nó chịu không nhé, nêu trực tiếp luôn. Chỗ này mình sẽ đưa cái gì trước, tử trước đúng không, tử phải mẫu, rồi sau đó return, return, return về cái này luôn, về BS luôn. Ok, thử coi, để tí nữa mình thử biết đúng hay sai. Như vậy thì cái này là cái hay của khởi tạo. Khi các bạn khởi tạo xong, các bạn chọn new và return về ngay chính nó, lấy trả về luôn. Điều đó rất là hay. Bây giờ bên bảo vệ này nè, mình thử, mình chạy thử coi nó chạy được không. Bên này thì sẽ có phân số thứ nhất PS1 sẽ bằng phân số, rồi thầy khởi tạo cho nó là 3,5 chấm phẩy, bởi vì 3,5 bị gì, in in phân số in tử in mẫu bị cập nhật cái gì lâu vậy, in tử in mẫu, à quên quên, biết 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 bị gì không hả? À, không phải biết gì không? New. Rồi ok ha, bây giờ mình sẽ xuất đi ha, xuất phân số đi để mình thấy được. Public xuất, xuất vậy hàm xuất này thì mình S out thôi.
SL tử 2 chấm, hoặc là mình xuất kiểu gì, mình xuất kiểu tử cộng với xiệt cộng với mẫu, ví dụ như vậy cũng là một dạng xuất. Chỗ này mình để là ừ đúng rồi, hiểu ý thầy quá, phân số 2 chấm tử cộng mẫu. Ok, bên này mình sẽ có là PS 1 chấm xuất. Rồi như vậy là xong một phân số. Đây, phân số 3 cộng 5. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ thử một cái phân số 2. Phân số thứ 2. PS2 bằng new phân số, không có làm gì hết, PS2 chấm nhập. Rồi, PS2 chấm xuất. Rồi, vậy là đơn giản ha. PS2 chấm nhập, PS2 chấm xuất. Nếu như vậy thì mình chạy phân số thứ nhất, tử số 6, mẫu số 8, phân số 6 phần 8. Ổn ha. Bây giờ mình sẽ test một cái cách khác. Mình có phân số PS3 bằng new phân số, và chỗ này mình sẽ cái này dùng arraylist thì mới. Ví dụ ở đây mình có một cái arraylist danh sách phân số bằng new arraylist danh sách phân số. Phân số như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ lấy danh sách phân số chấm add trực tiếp phân số 3 chấm nhập. Đó, phân số 3 chấm nhập. Như vậy ở chỗ này mình đã có được phân số 1 rồi đúng không? Thì sau khi mình có phân số 1 thì mình lấy là danh sách phân số chấm add phân số 1. Ổn ha. Chỗ này sau khi mà có phân số 2 mà đã nhập được rồi thì mình lấy danh sách phân số chấm add phân số 2. Và chỗ này mình không cần gọi nhập trước, không cần gọi nhập trước, mà mình add phân số 3 chấm nhập luôn, nhập trực tiếp luôn. Rồi, bây giờ mình xuất cái danh sách phân số này ra xem thì nó ra cái gì. Như vậy chúng ta sẽ for phân số PS 2 chấm danh sách phân số, rồi PS chấm xuất. Như vậy là chúng ta đã xuất được danh sách các phân số ra rồi, kịp không? Chạy thử phân số thứ nhất nè, phân số 1 nè, này là tử số, mẫu số là phân số 2 nè, phân số 2 nè. Bây giờ cái này là phân số thứ 3 nè, phân số thứ 3. Mình có 3 phân số ha, ví dụ như là 9, 4. Đây, phân số thứ nhất 3, 5, 3, 8, đúng không? Và 94. Như vậy cái dãy của mình có 3 phân số, cách nào cũng được hết. Mình gán cũng được.
mình tạo một cái phân số xong mình nhập, gọi nhập riêng cũng được, gọi nhập là trực tiếp vào cũng được luôn, trừ khi mà bạn phải viết giống vậy bạn mới làm được hai trường hợp đó nha. Bạn vừa gán vô đây mà bạn vừa nêu một cái phân số mới, bạn retain về tên hàm, thì lúc này bạn mới có thể là vừa nhập ở đây được, vừa gán trực tiếp ở đây được. Chứ là bây giờ bạn bỏ một cái đi, ví dụ bây giờ bên phân số này mình không có retain cái này, không có retain cái này, và chỗ này mình để là void. Bình thường mình viết vậy đúng không? Bình thường mình viết vậy, bên này nó lỗi chỗ này không nhập trực tiếp được, bởi vì nhập trực tiếp trả về kiểu void. Còn cái danh sách phân số này nó là chứa chứ gì, chứa phân số thì đâu có add vô được. À, không add vô được thì không xài được. Vậy cái hàm nhập của mình thêm cái phần này rất hay, phân số và mình return về về phân số đó. Như vậy thì nó rất là hay cho cái class của mình. Bây giờ trong trường hợp này mình thử đi, bây giờ cái danh sách phân số này nè mình sẽ add trực tiếp new phân số chấm nhập, rồi thử coi nhé, thử coi cái phân số thứ tư nó có vô được không. Bây giờ mình bỏ hai cái này đi, bởi vì nhập hai lần nó mất công quá, thì mình chỉ cần thử cái đầu tiên và cái nhập này coi có nhập được không thôi, được không? Rồi chạy lại đây, nó hỏi phân số nè 8 phần 7, hai phân số chúng ta mới add vào, 3 phần 5 và 8 phần 7. Như vậy đối với lại cái Java của mình, khi mà các bạn dùng đến class thì các bạn thấy là nó rất là linh hoạt luôn, cực kỳ linh hoạt. Nhưng mà cái này nè là do nó đã trả về được cái hàm nhập, cho nên mình bỏ đi cũng không được. Như vậy đây là cách chúng ta xài để khởi tạo một cái phân số, để sử dụng một phân số rất là nhanh. Rất là nhanh luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ đã có được phân số. Riêng phần khởi tạo thôi, các bạn đã thấy nó rất là hấp dẫn rồi. Kịp không? Đó. Rồi còn gì nữa? Bây giờ chúng ta sẽ rút gọn phân số. Rút gọn phân số. Bạn nào muốn nói gì đọc thì nghe. Thầy Đó, giảng lại cho em rồi, cái mà return phân số được không? ok. Đây, chỗ này return phân số đúng không? Bây giờ các bạn viết á, đa số các bạn viết là chỗ này là void. Chỗ này là không có return, các bạn chỉ làm vậy thôi. Đúng không? Mà nếu các bạn làm vậy á thì bên này hai cái này mình không xài được. Ở phía trên thì ok, với mình gọi nhập riêng rồi mình add phân số sau, như vậy thì cũng được, nó không có gì hết á. Nhưng mà cái code của mình nó sẽ dài, code của mình nó sẽ dài. Còn nếu như chỗ này thì thêm phần tử vào danh sách bằng cách là thầy lấy B3, B3 thầy mới khai báo trên nè, và B3 chấm nhập là add luôn. Còn cái này nó còn dữ dội hơn nữa, khỏi cần khai báo luôn, vô cái new phân số chấm nhập hết, càng ngày nó càng ngắn luôn, không bất kỳ một cái phân số nào hết. À, như vậy thì người ta nói là nhập cho tôi 5 phân số, các bạn for từ 1 đến 5, thêm cái dòng này nữa vô là xong rồi đó. Được không? Như vậy thì muốn làm được như vậy ở bên này, các bạn cũng cứ làm như bình thường. Sau đó mình làm gì? Mình đổi cái void này thành gì? À,
Đổi cái void này thành phân số, tức là chính cái class mình đang viết nè, chính nó luôn. Rất hay ở chỗ này. Và muốn bình thường hồi nãy mình là void thì mình không cần trả về, mà bây giờ mình có kiểu trả về là phân số, thì theo nguyên tắc chỗ này thì mình phải làm vậy. Phân số ps bằng new phân số. Đó, nguyên tắc là mình phải làm vậy nha. Rồi ps chấm tử bằng tử, ps chấm mẫu bằng mẫu, và cuối cùng là gì? Return. Cuối cùng là return ps. Đó, nó dài dòng như vậy đó, tức là nó thêm một cái đoạn dài này nè. Kịp không mấy em? Hello. Hello. Kịp không? À, đang lót dần rồi. Rồi, thầy không biết quyết dài. Cơ bản là thầy làm biến. Thầy là những người làm biến. Mà những người làm biến là thường hay nghĩ ra cái hay. Và những nhà phát minh toàn những người làm biến không à. Người ta làm biến đi bộ thì người ta nghĩ đến xe. Xe chậm, xe đạp chậm quá, bắt đầu người ta nghĩ đến xe máy. Xe máy là mưa nắng đồ mệt quá, người ta nghĩ đến xe hơi. Kẹt xe đi dưới đất, kẹt xe quá người ta nghĩ đến máy bay. Toàn những người làm biến thôi á. Rồi. Bởi vậy sinh viên thầy nó nghe, thầy nó kêu là toàn những người làm biến là học giỏi, cứ làm biến rồi đã. Thì cứ làm biến giống thầy là được. Chứ làm biến theo kiểu các bạn thì không ổn. Như vậy giờ chúng ta đã có được nhập phân số, xuất phân số. Rồi bây giờ người ta yêu cầu là làm gì? Cộng phân số. Nhập rồi, xuất rồi, rút gọn phân số. À, như vậy thì ở đây chúng ta muốn rút gọn được thì chúng ta phải tìm được ước chung lớn nhất, đúng không? Như vậy theo các bạn, ước chung lớn nhất thì mình tìm cách nào là nhanh nhất? Mẫu chia tử chưa chắc, bởi vì 6 phần 4 chưa chắc. Nói chung là có một cái cách tìm rất là nhanh. Nhưng mà ví dụ như các bạn thấy là một số mà nó chia cho 2 thì nó sẽ chia cho một cái số nào đó mà nhân với 2 bằng nó, bằng bằng cái số cần chia. Ví dụ như là 18 đi, thì ước của nó lớn nhất của 18 là 9, đúng không? Rồi đây, cái này cái mới là hay nè. Bình thường mọi người sẽ tìm, đây thầy nói cái dở trước đi. Mình sẽ tìm public trả về ước chung thì có kiểu trả về không? Void hay là có kiểu số kiểu in. À, ước chung lớn nhất của A phẩy B. Ước chung lớn nhất của AB. Hay A, bây giờ mình cứ đưa vậy đi, ước chung lớn nhất của AB. Được chưa? Như vậy làm sao mà tìm được ước chung lớn nhất của AB? Nếu A lớn hơn B thì đổi đúng không? Ok. Như vậy thì mình coi như là số A là số nhỏ hay là số A là số lớn? Không, bây giờ mình khi mà đối với lại bài giải của mình là A lớn B nhỏ đi. Nếu mà A mà nó nhỏ hơn B là đổi lại. Lúc nào cũng A lớn B nhỏ. Ok. Như vậy nếu trong trường hợp mà A nhỏ hơn B
thì làm gì? Hoán đổi. Hoán bằng cách nào? Tạ biến. Tạ biến tạm đúng không? Bây giờ không tạ biến tạm đổi được không? Hả? Không tạ biến tạm luôn. A cộng bằng B. Hả? B trừ bằng B bằng A trừ B. B bằng A trừ B. Rồi. A bằng A trừ B. Ok. Rồi, chỗ này void đi ha. Để mình vô mình test trước. Được không? Được không nào? Ai biết đúng không? Ai biết đúng hay không? Bây giờ vô test nè. Ví dụ như mình có một cái phân số xong. Mình vô đây. Mình sẽ gọi là phân số 1 chấm ước chung lớn nhất. Để cho nó chạy vô đã. Phân số 1 ước chung lớn nhất. Ok. Chỗ này mình sẽ viết hai 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 cái phân số giống nhau. Một cái là có đưa vào, một cái là không có đưa vào. Không có đưa vào thì chỗ này bạn sẽ để là tử tử và mẫu. Mình đảo một cái là nó bay bay sát luôn á. À, in a bằng tử, mình đảo cái là phân số nó bay luôn. B bằng mẫu. Ok, được chưa? Thì đường nào cũng vô mà. Rồi, ok. Bởi vì cái này để làm gì? Để tí nữa mình lấy cái ước chung lớn nhất của hai số bất kỳ cho nó nhanh, chứ không có gì hết trơn á. Rồi ha. Bên này mình sẽ chạy thử nè. Chỗ này mình khỏi đưa số vô. Thấy hay không? Mình viết hai phương thức giống nhau. Một phương thức là có tham số, một phương thức là không tham số. Thì mình gọi cái nào nó vô cái đó. Bây giờ mình gọi cái ước chung lớn nhất của phân số này, phân số 1. Phân số 1 mình để 5 15 đi ha. 5 15 là nó đảo lại nè. Mình đang muốn là A lớn nhất mà. Đi bắt ha. Rồi nó nhảy vô đây. Nó gọi cái hàm mà không tham số nè. Bây giờ A của mình là 5, B là 15. A là 5, B là 15. Nhìn dưới này cũng được luôn nè. Nét A nhỏ hơn B, đúng. A bằng A cộng B. Tổng là 20. Được không? Rồi bây giờ nét B bằng 5. Thấy đổi chưa? Rồi, nét tiếp A là A trừ B, A bằng 15, đổi chưa? Đổi rồi đúng không? Tử bằng 5 nè. Tử bằng 5 nhưng mà A thì bằng 15. Mẫu bằng 15 nhưng B thì bằng 5. Đổi chưa? Đổi rồi. Không cần thêm gì hết. Được không? Ok. Như vậy thì ở chỗ này ở chỗ này mình không cần viết lại đâu, mình tận dụng cái này luôn. Mình tận dụng ước chung lớn nhất của A phẩy B. Nếu trong trường hợp mà mình không đưa tham số vào thì nó lấy tham số A là tử, B là mẫu, và cũng không cần luôn. A là tử thì đưa tử vô đây luôn. À mà đưa tử nó đổi không ta?
Chắc không đúng không? Bởi vì cái này là nó đâu có phải là static đâu mà nó đổi. Nó chỉ đổi bên trong thôi. Đó. Rồi ok, vậy cho nó nhanh. Nếu không có tham số thì gọi lại cái hàm có tham số mà với A là tử, B là mẫu. Ok. Rồi vậy đi. Sai sửa. Đơn giản mà. Sai thì sửa. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm ở đây ước chung lớn nhất. Đây là tìm cách thông thường nha. Không. For int y bằng mấy? A lớn hơn B rồi đó. Chạy từ B. Chấm phẩy y còn lớn hơn 1. Lớn hơn 0 đi. Thì làm gì? Ý trừ trừ mình chạy giảm ha. Nếu A chia hết cho y, đúng rồi. A chia hết cho y thì làm gì? Return. Return gì? À chỗ này mình chưa có trả về kiểu in, mình đổi lại kiểu in thì return gì? Return y. Nếu a chia hết cho y bằng bằng 0 thì return y. Đúng không? Ừ. A chia hết cho y và b chia cho y bằng 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 0. Rồi nó đổi gì nữa vậy? Bởi vì nó kêu là ra khỏi vòng for này nếu như mà không có gì hết thì return cái gì. Cho nên nó yêu cầu bắt buộc mình phải return một cái gì đó. À thì thực ra đó, nếu mà khi mà nó đã ra khỏi vòng for này rồi thì ước chung lớn nhất của nó là mấy? Một chứ. Đúng không? Như vậy chỗ này là mình return một. Nhưng mà mình return một để cho nó khỏi la thôi. Chứ thực chất chỗ này là mình đã return một rồi nè. Y chạy đến một còn nó return mất tiêu rồi. Đó, còn không thì mình chừa cho nó lại miếng. Chỗ này lớn hơn một thì nó nhảy xuống dưới, đúng không? Đó. Thì đường nào cũng được hết trơn á. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ tìm ước chung lớn nhất của hai số. Hai số, bây giờ mình sẽ nhập vô một cái phân số. Phân số này. Sau đó mình tìm ước chung lớn nhất không tham số. Ước chung lớn nhất không tham số thì nó trả về gì? Nó không trả về, cho nên chỗ này mình cũng để trả về luôn. Chỗ này mình sẽ là gì? Return. Đó, kiểu nó vậy. Cách mình viết như vậy nha. Nếu như mà mình đưa vào không tham số, tức là mình lấy chính tử và mẫu để làm. Còn nếu mà mình đưa vô một số cụ thể thì nó sẽ return để cho mình biết là phân số mấy. Như vậy chỗ này nếu trường hợp mà chúng ta chỗ này ước chung lớn nhất có phân số hay không phân số gì nó cũng ra được số hết trơn. S out. Ước chung lớn nhất. Ước chung lớn nhất của phân số 1. Phân số 2, phân số 3 bỏ đi. Mình đang test một cái thôi. Ước chung lớn nhất của phân số 1. Bây giờ chạy chỗ này. Ước chung lớn nhất của phân số 1 là 5. Bây giờ mình sẽ thử coi. Các bạn muốn thử số mấy? 25 ha. 25 thì có gì hay?
25 với 15 là mấy? Cũng 5 chứ mấy. Thôi tìm cái khác đi. À 40 với 15 là mấy? Đâu có gì đặc biệt. 4 40 30 với 45. 30 với 45. Ước chung là 15. 15. Đảo lại. 30 45 15. Ổn ha. Rồi bây giờ mình gọi không không đưa không đưa mình đưa gì vô đây? Mình đưa ví dụ như là ước chung lớn nhất của tám với lại 14 à, 14 không được. Nó không có gì đặc biệt. Bội chung của 7, 3 nhân 7 21 và 5 nhân 7 35. Đấy. 21 35, mình đưa số vô thì nó tính cái của mình. Đấy không? Mình đưa số vô nè thì nó tính cái của mình là ra 7. Còn mình không đưa số thì nó tính cái của phân số nó có. Được không? Hiểu được chỗ này ha. Như vậy mình đã có được cái ước chung lớn nhất. Như vậy bây giờ mình đã có được ước chung lớn nhất thì viết cái phần rút gọn phân số dễ không? Bóp clip. Có cần trả về không? Tùy. Nếu như bạn lấy phân số 1 chấm rút gọn hết rồi tí nữa mới làm gì đó làm, nó trả về. Nhưng mà nếu như mà em gán trực tiếp vô thì đâu được. Ví dụ như em nhập vô một phân số cái xong em ép cái phân số rút gọn vào ArrayList là không được. Rồi đây, giống như y chang như cái hàm nhập hồi nãy, rút gọn phân số, rút gọn phân số là mình làm như hồi nãy ha. Mình lấy gì? Tử chia bằng ước chung lớn nhất, mẫu chia bằng ước chung lớn nhất, rồi xong rút gọn rồi đó. Đó như vậy thì mình sẽ rút gọn sau rồi mình chia. Như vậy thì ở chỗ này bên cái hàm main mình sẽ nhập được rồi nè, xuất rồi nè. Chỗ này mình sẽ làm gì? PS 1 chấm rút gọn phân số, rồi PS 1 chấm xuất. Được chưa? Đây 2 phần 45 bị gì? Tử thì chia được mà mẫu sao không chia? Xuất phân số, mẫu chia bằng biết gì không? Mấy đứa biết tại tại vì nó gọi lại lần nữa là cái tử của mình nó còn có hai à. Cho nên mình phải làm gì? Ước chung bằng ước chung lớn nhất trước cái đã. Rồi cái này chia cho ước chung, chia cho ước chung lớn nhất đi để cho nó đẹp, để ước chung nó kỳ quá. Rồi tại vì mình chia một cái tử nó nhỏ xíu mất rồi tí. Rồi phân số của chúng ta là 2 phần 3, dễ không ta? Kịp không?